Chiến thắng Điện Biên Phủ, biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước. Giải phóng miền Nam, ngày hội thống nhất non sông. Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024, hành trình tiếp nối những giá trị dân tộc vì một Việt Nam phồn vinh. 25 chặng đua với tổng lộ trình hơn 2.700 km. Lần đầu tiên xuất phát tại Điện Biên, trải nghiệm bất tận cung đường Tây Bắc. Lần đầu tiên thi đấu nội dung đồng đội tính giờ tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. 7 ngọn đèo cao với tâm điểm là đèo Khánh Lê, chặng Nha Trang, Đà Lạt. Thử thách ý chí với cung đường miền Đông và Tây Nam Bộ trước khi về đích tại Hội trường Thống Nhất. Mời quý khán giả đón xem trên các kênh sóng đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt truyền hình trực tiếp các chặng đua 8 giờ hàng ngày từ 3 tháng 4 đến 30 tháng 4 trên HTV9, HTV Thể Thao và các nền tảng mạng xã hội.